Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đang tiếp bước kinh doanh bằng tiến sĩ dởm của Phùng Xuân Nhạ Số lượng tiến sĩ ở Việt Nam đạt tới mức khủng hoảng thừa về số lượng được ví nhiều như lợn con Song chất lượng tiến sĩ thì hoàn toàn ngược lại Đây là thực tế không thể phủ nhận Một số luận án tiến sĩ đã từng gây bản tán trong dư luận bởi đề tài nghiên cứu không có tầm và càng không có đóng góp thiết thực cho xã hội. Ví dụ như luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công viên chức ở thành phố Sơn La, hay luận án tiến sĩ về đề tài áo ngực cho phụ nữ vân vân đã làm thấy những đề tài luận án tiến sĩ kiểu như vậy là vô tích sự, gây lãng phí thời gian và công sức chẳng đem lại giá trị gì cho xã hội. Việt Nam sẽ công nhận bằng tiến sĩ du học ngắn ngày. Theo bán tuổi trẻ vào ngày 27 tháng 9 với tiêu đề Việt Nam sẽ công nhận bằng tiến sĩ du học ngắn ngày. Bài này cho biết hàng loạt bằng tiến sĩ thạc sĩ từ xa trực tuyến du học ngắn ngày trước nay không được công nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên dự kiến điều này sẽ thay đổi trong tương lai gần. Theo đó, vô số bằng tiến sĩ loại hình đào tạo từ xa có thể sẽ được công nhận tại Việt Nam khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho lấy ý kiến đóng góp trong một số dự thảo quy định về vấn đề này. Được biết, trước đây, các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trực tuyến kết hợp trực tiếp các trường đại học tại Pháp, Thụy Sĩ, Mỹ, Philippines, v.v. là những bằng tiến sĩ không được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Bộ Giáo dục và Đào tạo từng khẳng định các chương trình này chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bằng sẽ không được công nhận. Vậy mà, theo dự thảo mới đang được thảo luận này, tới đây có vô số bằng tiến sĩ với hình thức du học ngắn ngày này mà thực chất là bằng tiến sĩ dởm mua bằng tiền nhiều khả năng sẽ được công nhận tại Việt Nam điều này khiến cho nhiều người lo ngại về chất lượng thực tế của bằng tiến sĩ và cho rằng nếu công nhận bằng cấp cho các loại hình thức đào tạo từ xa trực tuyến sẽ dẫn đến nạn mua bán bằng cấp ngày càng lở rộ những bằng tiến sĩ đào tạo từ xa trước đây không được công nhận tới đây có thể sẽ thay đổi khi dự thảo quy định mới được thông qua. Câu chuyện trên khiến người ta nhớ tới việc thanh tra chính phủ công bố kết quả thanh tra việc đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Hàm Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Việc này đã làm cho ông Bùi Nhật Quang, Viện trưởng Viện Hàm Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật tới mức truất chức ủy viên trung ương đảng. Kết quả thanh tra cho thấy chỉ trong năm 2015, Viện Khoa học Xã hội đã cho ra lò tới 165 tiến sĩ với tốc độ đào tạo là một ngày 3 giờ 55 phút cho ra một tiến sĩ. Và trong 2 năm 2015-2016, viện này đã cho xuất lưới 700 tiến sĩ và 2.800 thạc sĩ với những đề tài tiến sĩ không biết dùng vào việc gì mang lại lợi ích gì được biết các ấp tiến sĩ như việc kể trên là man phát đạt vì nó có sẵn cả một thị trường lớn đảm bảo đó là đề án 911 đào tạo tới 9.000 tiến sĩ với kinh phí lên tới 12.000 tỷ đồng vào ngày 16 tháng 11 năm 2017 khi đó nói về đề án 911 bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tuyên bố tỷ lệ tiến sĩ hiện nay ở ta vào khoảng 21% như vậy là quá thấp nên phải nâng tỷ lệ này theo đề án 911 là 35% nếu 9.000 tiến sĩ trong đề án thì cũng chỉ mới đáp ứng được có 30%. Người sử dụng bằng giả ở Việt Nam là điều phổ biến. Để làm sạch đất nước này thì một trong những việc đầu tiên phải làm là bằng mọi cách phải loại bỏ ngay những quan chức mua bằng cấp để mà leo lên cao. Việc phải lôi tất cả các loại bằng tiến sĩ dởm, ánh sáng phải truy tố những nhóm lợi ích kinh doanh mua bán bằng cấp ra tòa. Đừng quên rằng việc sử dụng bằng giả cũng là một hình thức tham nhũng những ai sử dụng bằng cấp giả có chứng cứ sai phạm cần phải bị kỷ luật để xử lý hình sự. Công luận nghi ngờ đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khi công nhận bằng tiến sĩ du học ngắn ngày chính là đang tiếp bước cho sự nghiệp kinh doanh bằng tiến sĩ dởm trước đây của ông Phùng Xuân Nhã Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin ngày hôm nay. Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đang tiếp bước kinh doanh bằng tiến sĩ dởm của Phùng Xuân Nhạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ăn chặn cả tiền ăn của vận động viên và câu chuyện quan chức ăn không chừa thứ gì của dân. Tin tức liên quan đến việc 14 tuyển thủ bóng bàn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia Việt Nam dù được ăn theo chế độ 320.000 đồng mỗi ngày mỗi người nhưng vẫn thường xuyên ở tình trạng bị đói không đủ sức luyện tập đã làm nóng mạng xã hội. Báo Tiền Phong vào ngày 2 tháng 10 với bài viết tuyển thủ trẻ quốc gia kêu đói cho biết hàng ngày sau khi kết thúc buổi luyện tập cuối cùng trong ngày đầy mệt mỏi các vận động viên trẻ quốc gia môn bóng bàn độ tuổi từ 13 đến 17 về nhà ăn của đội ở Mỹ Đình. Bữa ăn thiếu dinh dưỡng của các tuyển bóng bàn cấp quốc gia lên mặt báo trong nước. Theo mô tả, mâm cơm chiều dành cho 8 vận động viên trẻ có đậu rán, cá ba sa kho, nem rán, một đĩa củ quả luộc của một bát canh cà chua váng mỡ dày đặc. Suất ăn được cho là chỉ giống như suất cơm bình dân Vậy mà có giá tới 800.000 đồng. Bữa sáng hàng ngày, mỗi vận động viên được cấp một gói xôi gấc bằng nắm tay và một chai nước ngọt tính với giá 100.000 đồng mỗi người. Vẫn theo báo Tiền Phong, một vận động viên trẻ cho biết, nếu được ăn ở ngoài, cháu ăn bữa sáng có phở thêm quẩy hết 50.000 đồng, bữa trưa ăn cơm sườn 60.000 đồng, bữa tối ăn no cũng hết 70.000 đồng. Một ngày cháu chỉ ăn hết có 180.000 đồng là no rồi ạ. À. Bên cạnh đó còn có thông tin về việc các vận động viên trẻ còn phải nộp một khoản tiền cho huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà. Ngoài ra, phụ huynh còn phải chuyển thêm khoản tiền ăn thêm hàng tháng cho con mình trong Bùi Xuân Hà từ 1 đến 5 triệu đồng. Điều kỳ lạ là trong cùng một tháng, mỗi vận động viên trẻ phải nộp cho thầy Hà một số tiền khác nhau với mức độ chênh lệch rất lớn có em phải nộp 1 triệu đồng nhưng cũng có em phải nộp tới 4 đến 5 triệu đồng cho thầy. Lý giải về điều này, ông Bùi Xuân Hà cho biết đây là những khoản tiền để chi cho đội tuyển đi ăn uống bên ngoài, đi xem phim, dã ngoại. Nhưng trên thực tế, các vận động viên khẳng định rằng họ chưa từng được hưởng những đãi ngộ như ông Hà đã nói. Bữa ăn 800.000 đồng cho 8 vận động viên trẻ đội tuyển bóng bàn Việt Nam đó là lý do theo báo tiền phong hầu hết các vận động viên trẻ đều phàn nàn khẩu phần ăn bị cắt xén và rơi rụng quá nhiều vì ăn uống không đầy đủ nên một số vận động viên phải thường xuyên tự đi mua đồ ăn thêm mới đủ sức mà luyện tập cá biệt có người chịu không nổi do mệt mỏi đã xin nghỉ tập đồng thời báo tiền phong cũng có thêm bài phóng sự điều tra về video về khoản tiền ăn uống của tuyển thủ bóng bàn dưới phần bình luận của video nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và bất bình rất nhiều. Đơn cử như nhìn mà rớt nước mắt, thầy mà cho ăn uống kiểu này thì sức đâu mà vụt bóng bàn, chỉ có ăn giải rút thôi. Hay có người lại nói, không rõ nhà bếp nào mà nấu bữa cơm quá soảng vậy, hết tận 800 ngàn đồng, xem có con chuột trù nào nó sơi tái mất mấy phần của các em hay không. Đáng chú ý, trên mạng xã hội có bài viết kèm theo hình ảnh so sánh bữa ăn 800.000 đồng cho 8 vận động viên trẻ với suất ăn trị giá chỉ có 26.000 đồng của Facebook Lê Anh Nuôi. Bài viết này bình luận hai khẩu phần ăn với mức giá khác biệt nhau, nhưng chúng ta hẳn sẽ cảm thấy khẩu phần ăn 26.000 mỗi người còn ngon hơn, tốt hơn, cân đối hơn khẩu phần ăn trị giá 100.000 đồng mỗi người. Tại sao lại như vậy? Nên thể thao của Việt Nam không thể hóa rồng khi các vận động viên trẻ quốc gia phải ăn cơm bình dân hàng ngày. Đây chắc chắn không phải là đội duy nhất và cũng không phải là lần đầu tiên để xảy ra tình trạng như vậy. Vận động viên bóng bàn trẻ Việt Nam và Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm. Trước sự phẫn nộ của dư luận với các bằng chứng sắc đáng, vậy mà ông Phan Anh Tuấn, tổng thư ký liên đoàn bóng bàn Việt Nam lại nói rằng, ban huấn luyện, vận động viên báo cáo tình hình ăn uống vẫn đầy đủ, không như thông tin phản ánh trên truyền thông. Câu chuyện vừa kể trên đã khiến cho công luận liên tưởng đến phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, nói của bà Quốc hội ngày 11 tháng 9 năm 2013 rằng Các quan chức bây giờ họ ăn không chừa thứ gì của dân. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin ngày hôm nay Ăn chặn cả tiền ăn của vận động viên và câu chuyện quan chức ăn không chừa thứ gì của dân quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo.d